Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi thăm mấy cái bẫy chuột mấy bạn ơi. Thì hiện nay mình gài mấy bẫy chuột trên cây dừa. Đây là cái đường mình đi. Đây các bạn ơi, thì đây là cái cây mà mình để thăm mấy cái bẫy chuột ở trên cái cây dừa các bạn. Thì đây mình gài chuột dừa không à. Ở dính một cục con này không các bạn. Giọt xuống rồi xong. Đây một con. Thì đây mình được gài được con này nha các bạn. Đó. Thì mình đi vào mình đi thăm tiếp nữa. Thì mình gài cái khu vực ở đây á, thì ở trên cây dừa không à. Chuột của mình ở đây á, nó đã ăn toàn ăn dừa không rồi các bạn ơi. Đây cũng không có trái gì để nó ăn được đâu. Bây giờ mình lên đây cái nữa. Rồi. Nó mất tiêu rồi. Ôi nó xuống mương luôn rồi các bạn ơi. Đây đây đây. Phóng sao mà được xuống mương hay thì. Thì mình gài vòng vòng ở trên cây dừa á. Nó cái tàu á, nó không có được chắc chắn không. Rồi mình gài như vậy á, nó ưa nhảy xuống đó các bạn. Có khi gặp con chết luôn không chừng nữa. Đây đây cái nữa các bạn ơi. Đấy không các bạn. Nó ăn dừa nè, nó ăn rụng nè. Đó mấy cái đó, cái dừa nó ăn đi rụng hết trơn luôn. Đèn cái nè. Rồi cái này không dính nè các bạn ơi. Đây cái gập đây. Không dính nè. Đây một cái nữa các bạn ơi. Dính luôn kìa các bạn ơi. Rồi. Không xong rồi. Ơi hình quá. Tức nhẹp. Đây đằng kia còn cái nữa các bạn ơi. Thấy không? Đây ở dài đây á, toàn là dừa không à. Khu đây mình trồng dừa không mà mấy dây chuột nó ưa ở trên mấy cây dừa lắm á mấy bạn. Này cái nữa coi có dính không. Rồi không dính nè. Nè cái gặp ngay đây nè mấy bạn. Để đó luôn đi. Đây mấy bạn ơi. Có được ba con rồi nè. Dừa bên đó nó có ổ chuột nữa đó các bạn thấy không. Đó cục cho bá luôn á. Thì mình quyết định là gài mấy bên đây. Nani? Đây đây nó có cái nhánh đi ra nè. Rồi dính luôn rồi kìa. Dính luôn rồi các bạn ơi. Đây đây cái nhánh này nè, nó đi qua nè, nó rồi cái nó vô đây. Cái mình đem nó xuống đây. Chuột cơm. Thì đây mình toàn là chuột cơm không mà các bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ mần và chế biến nó nghe các bạn. La nè, ướt nhẹp nè. Thì cái gặp mình gãy trên đây nè nha các bạn. Đó, nhưng mà nó lại rớt xuống dưới đây rồi nè các bạn ơi. Con chuột chết luôn rồi nè. Rớt xuống nó chết luôn rồi các bạn ơi. Ổn quá, không biết sao chết nữa. Chuột cho bá luôn trời. Đây, được một con mà nó rớt xuống nó chết rồi các bạn ơi. Giờ thì mình đi thăm tiếp thôi. Tiếp tục nha mọi người. Đây, mình thấy nó nằm dưới này sẵn luôn rồi mọi người. Đó, đây. Thì mình gãy trên này nè. Đó cây trên chỗ cái nhánh ngạt này nè. Đó mình gài trên nhánh này nè. Giờ nó nằm đây. Giờ mình bỏ nó đây đi. Mình đi thăm thêm cái nữa. Đây mọi người có sập này nè. Mà không biết có dính hay không. Ôi dính luôn nè. Quá đã luôn. Chuột cho bá luôn. Thấy đã ha mọi người. Hai cái hai con. Thì gài chuột dừa này nó rất là dễ luôn á mọi người. Giờ dừa mình yêu cầu mình chỉ để lên cái bệ dừa là sáng mình ra mình thăm mà mình phải để cục mồi mới được nha, không để không được đâu á. Lên cái nữa. Đây hai cái hai con. Nãy giờ cũng bọn rồi, nó cũng ba bốn con rồi đó mọi người. Hay, tiếp tục mọi người. Thì chắc cái gập này nó gớt rồi mọi người. Hôm qua mình gài chỗ này nè. Đó nó gớt xuống mương này. Để kiếm nó cái coi. Đây sau một hồi đấu tranh kịch liệt thì nó nằm đây mọi người ơi. Nó không dính này. Nó hất cái gập qua bên. Gập dính bẹo không. Thì cái chỗ này mình chỉ nghi thôi. Nhưng mà nó dính luôn nè mọi người. Để mình lấy xuống cho mọi người coi nha. Ở trên cái cây dừa đó đó. Đây. Một con. Lùm. Sứ này sứ dừa dễ dính lắm mọi người. Thêm con nữa. Ngon lành luôn, nãy giờ cũng bọn rồi đó. Cái này bị sập mà không dính mọi người ơi. Kéo xuống rồi mà.
này mấy con chuột này nó khôn, một mớ nó khôn quá, nó ăn mà nó vô nó chắc nó vô đường trên đầu á, mày nó bị sụp cò. Đây mấy bạn ơi, em ngồi em dòm kìa, đó xuống đây em yêu, nó hửi kìa, con chuột mập thù lù luôn á bạn. Ôi mập hết nói con chuột chà bá luôn đó, xuống đây nằm dễ hơn. Tiếp nữa mấy bạn ơi, là mình gầy ở trên đây nhưng mà nó gớt xuống rồi mấy bạn ơi, đây nó gớt xuống nó nằm đây nè. Thêm một con nữa, sợ kiến, kiến nó buông chuột qua trời. Rồi giờ mình đi thăm tiếp nữa mọi người. Ui đen cái mà gớt rồi mọi người ơi, gớt rồi chuột nó ra mất tiêu rồi, thiệt tình chứ gà không được chắc không, bởi vậy nó gớt nó ra rồi. Bây giờ mình đi tiếp nữa. Thì vòng vòng cái khu này là cái khu dừa không mà nghe mọi người, mình gài ở trên cái cây dừa đó, cái vỏ của mình dưới nằng nắng đây, cái này nó ra mất tiêu rồi mọi người. Thì mình về tới nhà rồi mình đổ ra luôn rồi mọi người. Đây là cái số gặp mà mình gài dính hôm nay, 2, 4, 6, 8, 9, 11 con nha mọi người. Đây số này là mình dòm vô đây hết trơn rồi nè, tổng cộng là 10 mấy con nè đó. Rồi thì một ngày của mình là được nhiêu đây, cái này chắc cả 2 ký ngoài à, 11, 12 con vậy, 12 con luôn mọi người. Đây con cái gặp này nó dính nè, nó ăn không hết nè. Đến đây và một con bị ngập nước chết đó. Rồi mình xin tới đây thì mình cũng xin kết thúc video nha mọi người. Rồi chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.